Mời quý vị thưởng thức một bản saxophone nha. Bây giờ em chuyển qua cái saxophone cho quý vị thưởng thức. Giờ nghe bản nào đây? Đây. Mở đài một bản. Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị và test chất âm của một kèn rất khủng của hãng JBL. Cả bộ combo lồng họng và cũ luôn ha. Họng thì 2345. Tất cả các sơn này thì em giữ nguyên nha. Quý vị muốn tút thì em xịt lại tút cho nó đẹp luôn. Tại vì cái này nó cũng có màu sơn giống vậy, nhưng mà em để như vậy ha. Tùy theo ý của quý vị thôi. Thì cái họng này thì chiều ngang của nó là khoảng gần 60 nha quý vị. 1 gà, 2 gà, khoảng 54-55 ha, không tới 60. Chiều sâu thì khoảng 50 với quý vị. Sâu khoảng 50 á. Sâu hơn 50 chứ. Sâu này là nó khoảng 50 mấy. Khoảng cũng 53-54 gì đó quý vị ha. Thì rất khủng. Đấy. Cái lớp sơn này của nó, cái lớp sơn zin của nó rất đặc biệt quý vị, nó dày, nó giống như một cái lớp tiêu âm vậy đó. Nó tạo cho cái âm thanh của nó sẽ ấm hơn. Đấy, đó là lý do những cái đôi họng của JBL, những đôi của Artest nó sơn cái màu giống như vậy. Đấy, rất được anh em mua chuộng. Thì tất cả là nguyên zin hết. Cũ 2470 nha, vậy 2470. Cũ này thì khoảng 14-15cm thì đó. Cái cũ này không là nó nặng đâu, khoảng 5-7kg gì vậy quý vị. Rất khủng, quý vị ở ngoài nhìn cái cũ nó rất khủng quý vị. To bự, rất khủng ha. Đấy. Bên đây mấy cái này nó hơi oxy quá chút, do cái tem này nó bằng nhôm á quý vị ha. Rất to luôn quý vị. Thì em đang ghép với cái phân tầng của JBL luôn ha. Đây cũng là một cái phân tầng rất là nổi tiếng, là X4-1 rất là nổi tiếng nè. Bằng nhôm bên trong là toàn là tủ giấy của Mỹ hết quý vị. Đấy. Cái bộ phân tầng này có giá 4.800.000 nha quý vị. Và đôi kèn này có giá là 19 triệu đồng. Rất tốt trong thời điểm hiện tại, mức giá rất tốt. Vì đôi họng này bình thường quý vị mua cũng đã 12 triệu rồi ha. Đôi họng này 12 triệu rồi. Đấy, cái cặp cũ cũng hơn 10 triệu đó. Hai mấy triệu quý vị. Thì thời điểm này thì em giảm giá cực tốt quý vị và các bạn sở hữu nha. Thì em đang đánh với một cái con đẩy khủng này để đánh nguyên cái dàn karaoke quý vị, sẵn đây em ghép vào với test cái kèn luôn này. Mà quý vị ghép được vào những cái con âm đi nghe nhạc, những con ly cổ, những con ly châu Âu đây, nó đánh ra tuyệt vời vô cùng luôn, rất là chi tiết. Ý mà đánh vô cái âm ly như vậy mà nó nghe chất âm được như vậy rồi. Đối với dòng JBL thì thật sự là cũng không có cần phải nói quá nhiều quý vị ha. Đấy, nó đẳng cấp nó đã được khẳng định rồi. Đấy, thương hiệu nó nói lên tất cả rồi.
Rồi bây giờ quý vị là chỉ tham khảo số tiền ha, quý vị hãy tham khảo tất cả những người khác sau đó quay lại ha. Tất cả là bảo đảm nguyên zin hết. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn.